chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm món bánh mì nướng đơn giản tại nhà nhé. Món này những bạn nào thích ăn vặt thì rất là mê luôn nè. Thì đầu tiên để làm được món bánh mì nướng này thì mình cần có các nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình cần có bánh mì nhé, bơ thực vật, sa tế, sốt mayonnaise, tương ớt, ăn kèm theo đó là mình có chả lụa và dưa leo nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cùng mình làm món bánh mì nướng này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trần bánh mì cho nó thật mỏng nha các bạn. Các bạn có đồ cán á, thì các bạn dùng đồ cán, còn không thì các bạn dùng tay như mình cũng được nha. Bánh mì mình đã cán xong rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha các bạn. Bây giờ mình bật bếp lên. Đợi bếp nóng rồi mình nướng nha. Rồi bếp của mình nãy giờ mình bật cũng nóng rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha. Mình hạ lửa nhỏ lại. Mình để mì lên. Mình chép bơ lên. Rồi mình quét sa tế lên luôn nha các bạn. Ai thích ăn cay nhiều á thì mình quét nhiều, mà ai ăn cay ít á thì mình quét ít nha. Rồi bánh mì mình đã nướng xong rồi này các bạn. Rồi tương tự mình làm những cái còn lại nhé. Rồi cái này mình đã quét bơ rồi nè, giờ mình cho lên nướng thôi. Rồi bánh mì mình nướng xong rồi này các bạn, vàng mà thơm lắm luôn các bạn. Nhìn có hấp dẫn không nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu trộn lại với nhau nha. Bây giờ mình cắt bánh mì mình cho vào.
Rồi bánh mì mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho chả vào nha. Mình cho dưa leo vào luôn. Mình trộn lên. À đây, mì mình đã trộn xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho ra dĩa nha. Rồi bây giờ mình cho tương ớt vào nha. Cho sốt mayonnaise vào. Cái này ai thích ăn nhiều thì mình cho nhiều vào nha. Rồi đây, mình đã cho tương ớt và mayonnaise vào rồi nè. Nhìn có hấp dẫn không các bạn? Món này cũng rất là dễ làm luôn. Các bạn có thể tự làm ở nhà để mình thưởng thức nha. Cái này mình vừa xem phim mà mình vừa ăn là ngon lắm luôn đó. Rồi, video của mình tới đây thì kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì like và chia sẻ giúp mình. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Xin chào các bạn.